điều trị tiểu đường tiếp 2 thì mình phải nói cái nguyên nhân mà tại sao có tiểu đường tiếp 2. Khi mà mình ăn uống vô á, nó có hai cái nguồn, cái luồng mà đưa vào cơ thể mình á, thì thí dụ như cơm thì nó là tinh bột, rồi thí dụ như là bánh mì cũng là tinh bột, và đồng thời có một số thực phẩm khác cũng chứa tinh bột giống như các loại đậu. Thì khi mà mình nhai á, thì khi mà mình nhai vô á, thì ở hai cái tuyến nước bọt mình á, nó tiết ra một cái chất là amylase. Thì amylase kết hợp với tinh bột nó sẽ biến thành đường. Do đó là mọi người khi ăn một cái cơm, như miếng cơm, miếng mì á, mình nhai cho thiệt kỹ, cho thiệt chậm, cho thiệt lâu, thì mình sẽ nghe cái vị ngọt đó. Cái vị ngọt đó chính là glucose. Thì cái khiên đó, glucose nó đi xuống dưới cái dạ dày mình á, thì nó đi qua cái hệ thống, một hệ thống nữa, đó là tuyến tụy. Tuyến tụy á, thì có đầu tụy và đuôi tụy. Đầu tụy á, thì nó lại tiết ra amylase giống như cái dịch ở đây vậy, nhưng mà nó hơi cao chút xíu, và nó làm cái glucose đó là biến thành một cái chất đường tốt hơn nữa. Nhưng mà cái chất đường nó chưa xài được. Nó muốn xài được thì nó phải có thằng insulin ở đuôi tụy tiết ra để nó tạo thành năng lượng. Và bây giờ mình ở trong một cái thế giới mà mình không phải chỉ dùng cái tinh bột không. Bởi vì thực ra cái glucose đó là nó sẽ hỗ trợ cái hệ thống thần kinh mình rất là tốt. Nhưng bây giờ cái đường mà tự nhiên nó không phải có, mà mình dùng đường hóa học. Đường hóa học từ đâu có? Coca-Cola, Pepsi, tất cả những cái loại nước ngọt đều là đường hóa học đó, không phải là đường từ mấy cái chất đó mà nó ra, chất hóa học đó mà ra. Rồi bánh trái rồi các thứ mình tưởng đâu là cái đường đó là đường tốt, nhưng mà tất cả là đường hóa học hết. Tại vì một chút xíu đường hóa học á, nó rẻ tiền gấp cả chục, hai chục lần cái đường kia. Cho nên bây giờ là người ta dùng đường hóa học hết. Mà cái đường đó là một cái loại đường tổng hợp, cái tinh chất nó rất khó được tiêu bởi cái insulin làm việc không nổi. Và cái thằng tuyến tụy á, nó phải tiết insulin, nó tiết hoài, tiết hoài, tiết nhiều quá. Mà cả ngày, nhiều khi á, sáng mình ăn cái bánh, trưa uống ly coca, chiều rồi tối, rồi tiết nhiều khi mình ngủ nửa đêm thức dậy quất lon coca chẳng hạn. Thì như vậy á, là insulin khi mà có cái thằng ngọt nó vô thì bắt buộc nó phải làm việc, không làm việc không được. Rồi tới một ngày nào đó nó mệt mỏi quá đi, nó kiệt quệ, nó chịu nổi, thì bắt buộc là lúc đó nó phải ngưng hoạt động. Và nó ngưng hoạt động chính là nguyên nhân là tiểu đường tiếp 2, tức là lúc đó gọi là kháng insulin. Khi mà mình nhịn ăn từ 8 giờ tối cho đến 12 giờ trưa thì lúc đó là không có cái nguồn thực phẩm, không có những cái đường tổng hợp từ bên ngoài đưa vào trong cơ thể mình, cho nên insulin không có phải làm việc nữa, và nó được nghỉ ngơi 16 giờ đồng hồ. Trong cái thời gian 16 giờ đồng hồ đó, thằng này được nghỉ ngơi. Thành ra nãy tôi nói glucose không có trong thời gian đó, nhưng mà có thằng cetone, là một cái đường hồi xưa tôi gọi là đường super, nó dự trữ trong gan, nó hỗ trợ cho cái cơ thể trong lúc mà mình không ăn. Khi mà mình ăn lại, mọi người có thấy không? Ăn rất ngon và mình ăn rất là khỏe. Thành ra là tôi cứ bắt mọi người nhớ là phải nhịn ăn là vậy. Thì lúc đó insulin nó bắt đầu làm việc lại. Hồi trước là nó tê liệt rồi, nó làm việc được là được. Cho nên mình phải dùng insulin nhân tạo ở bên ngoài để diện trợ. Mà hãy càng dùng cái thuốc diện trợ bên ngoài đưa vào thì cái tuyến tụy càng không làm việc. Tới một ngày nào nó liệt hẳn luôn. Mình hoàn toàn phụ thuộc với cái thuốc men là vậy. Khi áp dụng cái phương pháp nhịn ăn, lần lần
khôi phục lại quá trình hoạt động của tuyến tụy. Chưa nói đến cái chuyện mà tự thực bào mà cái ông giáo sư người Nhật phát hiện sau này á, nó còn là tái cấu trúc lại những cái cơ quan, không phải chỉ có bộ não mình không, mà là tất cả cơ xương đồ này nọ của mình trở lại. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.